buổi họp mặt hôm nay. Cảm ơn các bạn. Mời anh đi đâu rảnh chưa? Chủ tịch Hội Tư thế vừa qua thành phố Long Xuyên để đúng được của học sinh chúng ta. Trung chi là các vị lão sư mến, chi ngay là các vị đồng sư mến, như thế nào? Chi thầy sư, quá hay sư quên chủ tịch. 第三十三次 校友会聚集各位不惜路途遥远参加今天的宴会，我谨代表国爱校友会非常感谢各位的关怀，在此宣言 新的一年，金主各位身体健康，生意兴隆，财源广进，万事如意，谢谢各位，跟各位的高 cùng các bạn học thân mến, hôm nay thì cái hội ái hữu của trường Bắc Ái tổ chức lần thứ 13 tại nhà hàng Câu Xuyên này thì cũng thay mặt cho hội ái hữu cảm ơn quý vị đã không ngại đường xa xa xôi dính thì giờ quý báu đến tham dự buổi chiều hôm nay, thì tôi cũng đại diện cho hội và cá nhân kính chúc quý vị cùng giao quyến một năm vui sức khỏe hạnh phúc thành đạt và được giảng như ý và cho quý vị. Xin tiếp tục chương trình đi, xin thông qua cái bộ cái báo cáo tài chính giám tắc của cái năm 2023. Để thứ nhất đó là cái tài chính năm 2022 mang sang đó là 150 triệu tiền gửi ngân hàng và số dư tiền mặt là 6.813.000. Tổng chi cho năm 2023 là 204.263.000. Tổng thu cho em vàng 2023 là 210.776.000. Trong đó có chi giúp đỡ bạn bè, chi ma chai hiếu lĩ và gửi ngân hàng 140 triệu. Số dư tiền mặt tồn quỹ hiện tại là 6.513.000. Cũng xin nói ngắn gọn một chút xíu về phần sinh hoạt cái tiệc năm 2022 năm 2023 của mình á, là tổng thu của anh em mà đóng góp là 47.120.000, tổng chi cho bữa tiệc là 47.063.000, là cái đó là phần chi cho bữa tiệc của năm 2023, nó nằm trong một tổng chi năm 2024. Thì số tiền hiện tại còn lại thì mình tồn quỹ là 146.513.500 đồng, trong đó có 140 triệu tiền gửi ngân hàng, còn tồn tiền mặt là 6.150.000. Cũng nhân đây xin nói rõ với một số bạn hữu bạn bè mình vào ngân khách hiểu rõ rằng cái hội cái điều kiện hoạt động của cái hội áo hữu là tính chất là bạn bè cùng nhau họp mặt vui chơi vui vẻ, không có tổ chức từ thiện và cũng không có là xin quyên góp từ thiện, mà tổng số tiền mà chúng ta góp lại đây trong những buổi tiệc là nếu mà có những anh em nào có khó khăn thì phát hiện được thì chúng ta vận động bạn bè có ít góp ít có nhiều góp nhiều để cùng nhau chia sẻ. Chúng ta không có làm từ thiện, để nói một lần nữa nói rõ cho các anh em hiểu rõ cái mục đích ý nghĩa của nó. Ở trong cái trang Zalo của hội hữu nghị Bắc Ái, học sinh Bắc Ái, của học sinh Bắc Ái
chúng tôi có một cái trang Zalo. Nhân đây đó cũng xin nói rõ với các anh em cái giờ họp mặt ngày hôm nay, anh em nên cố gắng để số điện thoại lại để chúng ta liên lạc bằng Zalo và kéo vào cái group đó. Có những cái thông tin gì đó thì chúng ta sẽ đưa lên đó để chúng mình chia sẻ. Trong cái trang thông tin đó thì cái nội dung riêng rõ cho đó rằng là chúng ta không có mục đích tư lợi chính trị hay là những cái chuyện mà nhảm nhí. Chúng ta dùng cái trang Zalo này để dùng mục đích là liên lạc, là nhận thông tin với nhau để cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn của bạn bè. Và xin cuối cùng là xin hết cảm ơn tất cả các chị em và quý vị đại biểu. Cùng vui em ơi, uống cho say cùng vui anh ơi. Anh em ta lâu ngày gặp nhau, nâng ly ta chúc ngày vui mới. Uống cho say ngất cuộc đời, uống cho say cậu hai anh ba, uống cho say chị năm anh tư. Bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô. Uống cho quên hết đường về, cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó. Chi bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau, lại ra cho đã cái cuộc đời. Chúc mừng năm mới mà, đây mình là năm mới mà. Uống cho say, một hai ba vô. Uống cho say, cùng nhau nâng ly. Câu ca hân hoan niềm hạnh phúc, vui xa cho tâm hồn phơi phới. Uống cho quên hết sự đời, quên hết sự đời. Cùng vui anh ơi, anh em ta lâu ngày gặp nhau, nước ly ta chúc ngày vui mới. Uống cho say ngất cuộc đời, uống cho say cậu hai anh ba, uống cho say chị năm anh tư. Bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô. Uống cho quên hết đường về, cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó. Chi bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau, lại ra cho đã cái cuộc đời. Uống cho say, một hai ba vô. Uống cho say cùng nhau nâng ly, câu ca hân hoan niềm hạnh phúc, vui say cho tâm hồn phơi phới. Uống cho quên hết sự đời, quên hết sự đời. Câu ca hân hoan niềm hạnh phúc, vui say cho tâm hồn phơi phới. Uống cho quên hết cái sự đời. Rồi xin mời nâng ly, nâng ly, nâng ly. Thôi chúng tôi khoảng chừng 30 triệu nữa rồi. Thôi vô đi mấy anh đi. Mày ơi.
Trời ơi. Xin lỗi tầm ơi, cái này là có điểm nè. Có. Có điểm nè. 2 tỷ á. Thôi chừng vô 2 tỷ đó. Ai hỏi hả? Ai hỏi chị Thái là ai phải không? Không hỏi vô đi. Sớm rồi ai hỏi chị Thái giống này cũng rất là lâu rồi nhưng mà giá giống này nó ra giống này đang có lợi rồi không đá này này đi ăn lại đi hết nó không bỏ bạn ăn có cái này là có mấy chục năm rồi bây giờ nó đang cũng cán rồi đó đó em ơi hôm nay thì là món đồ này chào á bán cái món thứ hai như vậy trong thời gian qua chung gì đó chứ Hey, 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 hey
xin mời em mang đi uống rượu. Rồi. Mày chế sao đẹp luôn. Đúng chưa?
Rồi phát thưởng liền, đúng rồi, lấy của người ta phải phát cho người ta chứ. Như hình một bóng cô
quay.
mà màu có lợi tao tặng cho người đẹp quá trời. Đó.